Ở tập lần trước của series Bạn hỏi Minh Phụng trả lời, team đã giải đáp một số thắc mắc của các bạn. Hôm nay sẽ là phần tiếp theo của series, thì tụi mình sẽ giải đáp thêm một số câu hỏi nữa nhé. Và hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Minh Phụng Music. Và ngày hôm nay, tụi mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn ở trên kênh. Và tụi mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc đó cho các bạn trong video này. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nhé. Giờ đến câu hỏi của bạn Minh Thông Võ. Câu hỏi sẽ là: Minh Phụng có giao và lắp đặt đàn ATC Harmony tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hay không? Bên mình thì vận chuyển toàn quốc, giao hàng và lắp đặt miễn phí ở nội thành. Còn đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ làm video hướng dẫn chi tiết qua online. Thì đối với ATC Harmony thì bên mình cũng đã làm video lắp đặt, bạn có thể tham khảo trên này nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thông là: giữa ATC Harmony và BA88H Plus, người mới chơi nên chọn loại nào? Giữa hai cái đàn ATC Harmony và BA88H Plus thì đối với mình thì Harmony sẽ tối ưu hơn cho bạn nhé. Về Harmony, đàn sẽ bao gồm bộ ba pedal với phần chân gỗ cứng cáp, sẽ tạo cho bạn cảm giác tương tự như chơi trên một cái đàn piano cơ thực thụ. Đến câu hỏi của bạn Trọng Hiếu, thì trong cùng tầm giá như KS1 Bluetooth trong video thì nên chọn Yamaha Kawai hay Custom? Trong tầm giá 12 triệu, nếu bạn đang tìm kiếm một cái đàn điện dán home piano thì Custom cá một Bluetooth là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn nhé. Đàn là mẫu model mới 2023 nên là lực phím và âm thanh đều là sự cải tiến nổi bật với công nghệ MIDI Bluetooth hiện đại mà chỉ những cái đàn giá 15 triệu mới có. Bạn có thể tham khảo và trải nghiệm âm thanh của KS1 Bluetooth trên kênh của tụi mình nhé. Và đây là câu hỏi cuối của tập lần này đến từ bạn Hà Thơ: hình thức trả góp SV800 sẽ như thế nào? Bên mình sẽ hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Phí dịch vụ chênh lệch sẽ tùy thuộc vào từng ngân hàng và thời gian trả. Bạn có thể liên hệ qua hotline 0919768606 hoặc nhắn tin vào fanpage của Minh Phụng Music để được tư vấn cụ thể nhất nhé. Rất vui vì các bạn đã gửi những câu hỏi hữu ích đến cho kênh. Và nếu còn thắc mắc nào hãy comment, tụi mình sẽ tiếp tục giải đáp ở những tập sắp tới nhé. Hãy ghé các hệ thống showroom của Minh Phụng Music tại số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình để trải nghiệm nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.